Ăn mít có một cái vui nha nè, không biết các bạn có bị lừa chưa? Khi mà người ta xẻ mít ăn xong á thì lúc nào cũng dính tay không, dính mũ không, rồi cái bị lừa là nhà hồi xưa nhỏ nhỏ đó, người ta đâu ăn xong rồi cứ Chà lên đầu. giò lên đầu là nó hết dính không, nhưng mà nó dính vô tóc gị ra đứt tóc hết rồi các bạn. Nó dính cục 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 luôn á các Bị mấy người lớn gạt hoài à, bạn. cũng như là ai không biết loại kia cũng bắt ra chuồng chuồng cho cắn trúng. Cái đó ác dữ sợ luôn các bạn, mình có bị á. Nhưng mà thiệt mình cũng biết loại thiệt mà. Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn. Hiện tại thì hai vợ chồng mình đang ngồi ở ngoài cái túp lều tranh ở ngoài vườn mình đó các bạn. Cái túp liều lý tưởng có hai quả tiên vàng. Thì bây giờ hôm nay trời rất là nóng, nhưng mà mình ngồi đây thì gió thổi hiu hiu rất mát mẻ luôn đó các bạn, rất là thích luôn á. Thì hôm nay mà vợ chồng mình có trái mít thì hôm nay mình sẽ xẻ mít và ăn ngoài vườn luôn. Mít Mexico. Dạ, thì nhìn thì rất là ngon nhưng mà không biết ở trong ruột nó là như thế nào, có ăn được hay không. Thì mua mít thì cũng hên xui các bạn, tại vì mình cũng không biết lựa. Thì bữa mình tới đó thì cái người bán họ lựa cho mình đó thì mình lấy đại ha. Đúng rồi các bạn, cái mít này mình xẻ ra mà hư rồi không có đem qua Mexico mà trả lại được đâu, xa quá là xa rồi ha. Thì bây giờ thì nghe mùi rất là thơm luôn á. Thì hồi xưa giờ á, thì mít rất là mắc, nhưng mà sau này tự nhiên có cái Mexico nó nhập qua thì cho nên rẻ được chút. Chứ từ Việt Nam mình mà nhập mít qua đây thì nó bán mắc lắm các bạn. Tại như ở bên Mexico cũng rất là nóng không, cái thích hợp cho trồng mít hay là mà không có thấy sầu riêng ha. Sầu riêng thì sao không thấy. Sầu riêng ở đây mắc dữ lắm các bạn, mà của Việt Nam nhập qua tới 10 đô một một phao ha, coi như là tới 20, hơn 20 đô một ký, cho nên rất mắc mắc. Mỗi lần mình ăn thường mình mua loại đông đá ăn cho rẻ tiền chút xíu. Có thể là sầu riêng nhiều người ăn được thì thơm, mà Dạ. nhiều người ta ăn không được thì thúi, cho nên ở bển người ta ăn không được thúi cho nên người ta không thèm trồng. Bởi vậy phải trồng cho mình đỡ hơn chút. Thì thôi bây giờ ông xã mình sẽ cho mình thử đi ha. Mình Thì sẽ ăn sao đây? thì anh cắt cái đầu xong cắt cái ngang vậy. Thì cái bí quyết mà mình cái này là cái mẹo nha các bạn. Thường là mình sẽ mít thì mình dùng cái dầu ăn nè, mình chế vô cái giấy cho nó ướt chút xíu, xong mình tha vô trong cái dao. Như vậy thì cái dao của mình nó đỡ dính cái mũ ha, khi mình rửa nó cũng rất là dễ đó. Anh nhớ hồi xưa đó ăn mít có một cái vui nha nè, không biết các bạn có bị lừa chưa? Khi mà người ta xẻ mít ăn xong á thì lúc nào cũng dính tay không, dính mũ không, rồi cái bị lừa là nhà hồi xưa nhỏ nhỏ đó, người ta đâu ăn xong rồi cứ Chà lên đầu. giò lên đầu là nó hết dính không, nhưng mà nó dính vô tóc gị ra đứt tóc hết rồi các bạn. Trời ơi, nó dính cục 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 luôn á các bạn. Cho nên Phải là ăn mừng luôn vậy đó không? trời, sao không thấy cái muối nào vậy nè. Wow, bị lừa rồi. Bị lừa rồi các bạn, không thấy cái muối nào hết trơn á. Còn là sơ không? Vẫn không thấy muối luôn. Coi nè. Rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Ồ, có, thơm à. Có hả? Thơm Đó. à. Được muối. Được muối. Ồ, thơm lắm. Nghe mùi thơm mà chắc có mùi Dạ, mít nhưng rất là tươi các bạn. Mít này thì hơi màu đỏ ha. Ôi, mềm xèo anh à. Cho anh thử coi. Chứ từ 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 từ. Nè, thử cho ông xã mình thử trước đi. Cái này thì có chút xíu à, em thử một Mềm. lần. Cái loại này là kêu là mít, anh kêu là mít ướt rồi. Anh sẽ ngang vậy đi. Mít ướt á, không biết các bạn ăn chưa, nó rất là mềm. Mà người ta không biết tại sao kêu là mít ướt ha. Tại vì nó ướt ướt nó không có khô các bạn, mà hồi xưa là mới vô vườn mà ăn mít ướt á là banh ra luôn, xong lấy tay móc, cũng giống như là mít tú nữ bây giờ ha, nhưng bây giờ mình không thấy mít ướt nữa. Vậy là mà kêu mít ướt hả? Anh tưởng hồi đó giờ kêu mít ướt là mấy người mà hay khóc người ta kêu mít ướt. Thì tại nó chảy chảy chèn nhẹt á, người ta hay khóc hay chảy nước mắt, người ta kêu là mít ướt. Wow, cũng Kỳ rất là này mình mua trái mít là bẻ ra luôn đây, rất là ngon luôn nè các bạn ơi. mà nó wow, thơm quá ha, cũng Ừ, rất là nhiều một muối ngày ha. không? Hay là tại em để chín quá? Chắc để chín quá. Nhưng mà anh thích ăn chín à? Dạ. Tại vì anh thích ngọt không? Nè các bạn, quá trời trái mít này cái màu nó không phải là màu vàng mà nó hơi đỏ đỏ cam cam. Đấy rồi. Rất là ngọt. Ngọt ngay luôn á. Ngọt luôn. Cái này ai mà không có bị tiểu đường ăn sẽ bị tiểu đường không? Thì bây giờ mình cắt ra một nửa trái đi, mình sẽ lọc ra mình ăn ha. Nửa trái bên nào đây? Bên nhỏ bên lớn? Anh muốn bên nhỏ bên lớn. Cái nào cũng được ha.
cho em chọn. Thôi lấy cái bự đi. Cái này dục qua bên đây đây. Lấy cái bự cho bắt cho nó chút. Nhiều nhiều một chút. Cho nó bên đâu luôn là để nó dính vô phim cái nó che mắt cái này không đẹp mắt ha. Vậy thôi đưa em bỏ nó dưới đây luôn. Cho nó rồi buông chút đi, mình ăn mình phải cho nó ăn chút. À, mình để dưới đây chắc đi. Làm tư luôn ha. Dạ. À, hôm nay đây á, thì hôm nay mình hên mình mua được chút mít quá trời muối luôn. Đó, coi nè. Nè các bạn. Ham chưa? Trái mít này hôm nay mình mua rất là rẻ, mình mua ở siêu thị Việt Nam các bạn ạ. Hàng Long á. Ừ, cắt cùi ra. Mà có một đồng 28 cent một phao à. Ở đây thì siêu thị có hai chị em Việt Nam không? Siêu thị Hàng Long với một cái là Lucky. Kiểu... Lucky không? Mà tiệm nào bán mít cũng ngon các bạn. Mà lần trước mình mua ở Lucky cũng ngon. Mà hôm nay mình đi chợ đây thì thấy ngon, gặp cái anh Việt Nam anh bán, anh lựa cho mình luôn. Mà tại giá rẻ nó mới về nữa, cho nên rất là ngon luôn á. Và nó cũng còn ngủ nhiều ha. Trái về có tính ra có hai mấy đô anh hả? Tính ra còn rẻ hơn Việt Nam các bạn hả? Nhưng mà đó là trước mà nó chưa có mít ở Mexico các bạn. Mắc lắm. Anh đây mít rất là có thể là hơn 100 đồng ha. Dạ, yeah, mắc lắm mà hên xui khi mua mà không được ngon nó buồn lắm. À. Hồi đó anh nhớ cái câu chuyện này rất là vui là nhỏ đó các bạn. Ở dưới quê đó. Chắc ở dưới quê thì ở dưới quê đó là con nít đó đi học hay làm gì đó cũng như là không có tiền nhiều á các bạn. Đi lâu lâu mới được cha mẹ cho đầu mới được dành dụm tiền không. Anh này đó anh làm đi hái trái bình bát để bán không? Đem bán hay là me đó bán được dành dụm cái tiền. Anh nhận dụm được cũng bao nhiêu tiền anh không nhớ, nhưng mà cái đi xuống chợ thấy trái mít tố nữ ngon quá. Mua về. Có mấy muối? Mua về mà phải vác về tới nhà các bạn, mổ ra được 2 muối mổ à. Thôi là có 2 muối á. Mà cái trái đó, lựa trái bự á. Tại vì không biết lựa đó. Không biết lựa. Cái này cần mổ ra không? À, anh cắt ở chỗ này cho cái cùi cho em gỡ cho nó dễ. Em gỡ đi anh ăn ha. À, làm dụng là mấy tháng trời em bán được cái em đi mua trái mít tố nữ. Ừ, bắt 2 muối. Tại mít tố nữ các bạn rất là khó lựa. Mình không biết cái lựa ha, mình không biết cái lựa toàn là cái sơ không à. Cái này cái loại mít này không biết mít gì ha, cho anh kêu mít ướt lại đi, nó rất là mềm, nó rất là có nhiều nước. Ừ. Nó mềm mà nó ngọt dữ lắm các bạn. Nó mà nó không phải mềm rụm giống như là mít mít ướt hay là mít tố nữ. Mà nó vẫn có cái em biết khô khô sao sao hả? Ừ, đây các bạn. Mà nó rất là thơm, rất là ngọt. Ừ. Rất là ngọt. Còn mỡ. Mũ không? Để em lấy giấy này chùi nó. Cầm miếng đi. Nè, mình lấy giấy mình chùi một cái. Qua trời mũ luôn. Chứng tỏ là nó rất là tươi luôn á. Này đã. Em dở lên nha. Cho cắt chỗ này sao còn cái cùi vậy? Cắt tốt hết. Tại cái dao này nó bự quá cũng khó cắt. Cái này mà có cái dao mà nó nè, dao nhỏ nè, nó nhỏ mà nó dài á. Ờ, cái loại dẹp mà dài mà mình nhọn nhọn á phải không? Mình lạng lạng á, nó dầm được. Ừ, đó. Đây, thôi, em làm ngon hơn nè. Đây. Đặt cái hộp, đây cái hộp này mình luộc ăn cũng được ha. Các bạn xem hộp này bẻ ra. Nè. Đây các bạn. Đẹp không? Hấp dẫn chưa? Đã không? Nè. Rồi. Hai vợ chồng mình ăn hết không? Mấy đứa nhỏ nó không thích ăn, nó ăn chừng một hai miếng à. Mà mấy đứa nhỏ nhà mình thì thích ăn sầu riêng ha. Với măng cục các bạn. Măng cục. Mà cái thằng ăn trai của mình thì nó không thích cái gì luôn. Không thích gì hết á. Nó không thích ăn trái cây. Mà dính tài quá, mà ăn sao đây. Mình phải ăn hết mà, đâu cần phải lọc. Nè. Thì lọc thế nào ăn muối nấy luôn phải không? Mà nay lọc nó ăn phải không? Anh nó dính tay anh nè, sao anh dò lên tóc hả? Thì dò lên tóc các bạn. Thôi mình ăn cái nào mình ăn muối nấy luôn đi. Vậy thì phải có người nào ngồi đây anh ăn xong anh dò lên đầu ha. Cho dính vô là coi như rụng tóc luôn. Cũng như là ở bên Việt Nam thì lâu lâu hồi xưa đó các bạn nhỏ nhỏ thì vui lắm, có bị mấy người lớn gạt hoài à. Cũng như là ai không biết lỗi kêu bắt ra chuồng chuồng cho cắn trúng. Ờ, cái đó ác dữ sợ luôn các bạn, mình có bị à.
Nhưng mà thiệt mình cũng biết lợi thiệt mà. Không biết là tại người ta nói cái mẹo gì đó rồi ta cũng bắt vô trường cắn rúng đau thấy mồ luôn. Hồi đó anh cắn bị cắn rúng cũng sưng luôn á. Xong rồi nhưng mà cũng biết bơi. Mình ở dưới quê sông nước thì cứ lội miết thì cũng biết bơi các bạn. Ngon quá. Ngọt thiệt á. Mà chuồn chuồn ở bên Việt Nam mà con nào còn bự không các bạn, mà hồi đó em kêu là chuồn chuồn trâu á. Nó bự như nè, màu trắng mà nó đã cái rúng lắm. Dám đã đâu, đào chết luôn. Ủa cái này cơ chứ nó mềm mình dễ gỡ ghê luôn á ha. Nè. Ở dưới dưới quê mình á thì ở mấy đằng sau á thì nó có cái con sông các bạn. Nó kêu là sông Dàm Cỏ ha, hình như là Dàm Cỏ Đông á, từ Cần Đước nó chạy xuống ngang đó đó. Hồi đó thì nhỏ nhỏ các bạn, mà sông nó lớn rất là lớn. Cứ nhảy xuống nó tắm. Tắm mà ở dưới sông chỗ đó thì có nhiều cái dừa nước, mình lấy bực dừa mình bơi. Mà bơi là tốt ngoài giữa luôn đó các bạn. Thì hồi xưa nói chung là mấy đứa hơi biết bơi hơi cũng leo xuống sông tắm, nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại rất là nguy hiểm ha. Nhằm khi bơi đó đâu có ai coi chừng đâu, còn khi bị ba cái riêu nó quấn chân. Còn khi cũng hụt chân nguy hiểm thấy một. Nhưng mà lúc đó thì như anh đó thì đàn ông con trai hay là lúc đó thì ai cũng biết lội hết à, tại vì ở vùng quê sông nước mà không cứ mà lội riết thì cũng biết phải không, hay là thảy xuống đó ít lần là cũng phải biết thôi. Uống nước biết bao nhiêu lần thì cũng biết bơi các bạn ha. Không, cái này rất là ngọt luôn, cho nên mà ai mà bị tiểu đường á thì ăn nhiều này thì ăn tốt ha. Nhưng mà nói chung là mít á thì khi mình mua mà phải ngọt như thế này thì ăn mới ngon đúng không? Chứ mà nó lợ lợ thì ăn không có ngon các bạn. Nhưng mà có nhiều người anh biết á không thích ăn loại mềm này, loại ăn cứng. Đúng rồi, thích loại giòn các bạn. Cái này là không biết cái loại nó dày hay là tại vì em mua em đã chín quá. Cũng có thể loại tại nó dày ha. Có thể là này nó chín là nó mềm, có thể nó chưa chín thì nó hơi giòn giòn. Giòn giòn chắc có thể mình để chín quá các bạn, tại vì hôm nay mua mà không có thời gian để ăn đó, chờ tới khi cuối tuần thì mới có thời gian để mổ ra. Nhưng mà anh thích thì anh thích ăn cái loại mềm như này. Ăn xả mình không có, nó không có mềm mà nó chín ngọt như này. Dạ, anh với là anh cũng thích ăn cái loại mà nó cũng mềm mềm dày giống như mít ướt rồi, mít tấu nữ rồi các bạn. Tấu nữ rồi cũng thích. Nhưng mà ở đây tấu nữ thì không thấy bán. Tấu nữ thường thường mình cắt cái đầu thôi phải không? Mình cắt dạch như vậy, cái mình lấy cái tay mình kéo cái cùi lên là nó nguyên một cái sâu. Rồi cái mình cái nhà, nếu mà hồi trưa thì hồi trước thì không có nhà như vậy không? Còn bây giờ mình có nhà. Treo lên thôi. Treo lên cái hai vợ chồng mình cứ đó từ từ, từ từ không? Được không? Em gỡ nhanh không? Con nhỏ ngay vậy. Mềm dễ gỡ lắm. Vậy anh đâu cần gỡ nữa, dễ bóc nữa. Ăn đi. Ăn được rồi. Ngọt quá trời luôn. Rất là ngon các bạn. Ngon quá. Cái này bỏ xuống lạnh á, đừng lạnh chút xíu á. Ăn rất là ngon. Mà mít đầm mình cũng thích không? Mà sầu riêng mình cũng thích. Mà đa số bà xã mình cũng thích luôn. Ở nhà mình đều ai cũng thích hết. Nhưng mà sầu riêng thì ở đây rất là đắt các bạn, ăn chỉ được sầu riêng đập đá ha. Còn mà cái mà tươi thì ít mua lắm. Ít có mua tại vì nó đắt. Thứ nhất nó đắt các bạn, thứ hai nữa ở đây người ta không có bao ăn. Mình mua về nhưng khi nó bị chai cứng đó, rồi uổng lắm. Một trái như vậy cũng có trăm đô mà mình ăn không được đó, nó phí lắm. Chừng nào cái kia mình đoạt được một nút vàng đi mình mua sầu riêng đó mình ăn. Sầu riêng tươi thôi. Đàn lâu nữa không? Chút bạc hơn. Thôi mà nói vậy thôi chứ ăn ăn hoài ăn nhiều quá thì cũng không tốt cho sức khỏe ha. Lâu lâu ăn là các bạn phải nó ngọt quá. Nhưng đa số hai vợ chồng mình làm thì ăn bình thường là các bạn ăn những ăn bữa chiều vậy thôi chứ không phải là cố ý để ăn mà quay phim. Để làm quay phim nói chung là mà mình thì chủ yếu là gia đình, có nghĩa là ở nhà mình có đi chơi hay là ăn uống nấu ăn gì thì mình quay để lên luôn chứ không phải là mình làm để mà quay video hay là những cái video của mình làm thì thật sự đó là cuộc sống thường ngày của vợ chồng của gia đình mình chứ không phải là cố tình làm kiểu cách hay là điệu đà để quay video các bạn. Nhưng mình ăn gì mình lọc thì cái mình bỏ tủ lạnh cái mấy đứa con của mình á cứ thích nó bóc. Thì nó bóc ra ăn dạ. Không
chứ nó không chịu lột này đâu các bạn, nó sợ dính tay dơ với lại rất rít, nó không thèm ăn mà thôi. Mình trái gì mình cũng hay lột sẵn vậy á, cho nó ăn thì nó bốc. Với lại mấy con còn trẻ thì mình ăn nhiều như để quay phim nhiều thì cũng không sao không, nhưng mà lớn tuổi rồi mình ăn thì được, nhưng mà nó có hại thì nhiều ha. Ừ. Với lại ăn vô thì nó phì ra bấy nhiêu à. Tại vì lúc nhỏ còn vận động nhiều, lớn lên lười vận động rồi. Nè, để em gỡ luôn cho nó nhanh. Cái này gỡ nhanh lắm. Ừ, rất là ngon. Ngay à. Hai chồng mình phải nó ăn hết, chỉ mít em ta. Chứ làm với lại ở nhà mình á, ăn thì rất là thích ăn. Ừ. Ăn cái gì cũng thích ăn lắm, như cái đồ gì lạ lạ là đều muốn thử hết ha. Nhưng mà ăn để cho biết không? Ăn để thưởng thức không? Rất là ngon không? Rất là dễ gỡ luôn á. Nó mềm. Mà cũng không phải là nhũng nữa các bạn. Mềm thôi. Không biết cái mít ở đây mình trồng ở trong ở nhà đồ được không ta ha? À, mít này thì thấy đằng má có gieo trồng ở trong nhà được các bạn. Mà nó cũng eo ụt lắm. Rụng lá hết trơn à. Chắc mình phải có... tại lạnh quá. Cái chỗ nào rộng rộng cao cao có ánh nắng rồi chiếu vô mình mới trồng được không? Dạ tại vì ở đây trồng ở ngoài thì nó lạnh quá các bạn, nó đâu có sống, còn trong nhà thì nó không có đủ cái ánh nắng á, với lại khi ít quá đó nó không có đủ không khí cho nó phát triển ha. Em gỡ hết luôn. Quá trời lớn hay không? Trời ăn vô đây sỉnh luôn. Đúng rồi. Rất là ngọt luôn, như chắc anh ăn đủ rồi đó. Ngon rồi phải không? Rồi em gỡ hết luôn, có gì mấy nhỏ nó ăn. Nhớ là nhỏ ăn cái mít nó không có bỏ nhiều các bạn, xưa cũng ăn được luôn. Đúng rồi, hồi xưa đó mình nhớ ba mình á ăn mà cái mít mít mà nó vàng khè luôn các bạn, mít nghệ ha, thì ba mình để cái vỏ mít này nè cắt hết bớt cái sơ đem đi phơi phơi dốt dốt, xong rồi á khi nào muốn ăn cái ra lấy cái dao á cắt cắt ăn. Đại xưa nói chung là dưới quê cũng hơi bị vất vả đó, cũng không có gì để ăn nhiều ha. Mang qua tay khỏe, lọc dục luôn, xong khỏi cần. Đây à. Thì cái cuộc sống của gia đình mình vậy đó. Ngọt ngay à. Đi làm mà cuối tuần thì cứ hay là buổi chiều về ha, cứ ra ngoài đây ngồi làm vườn. Làm nông dân. Mà giống như có những việc cuối tuần, cái gì cũng phải chờ cuối tuần mới làm. Tại vì nghỉ các bạn, còn mấy ngày đi làm thì chỉ rảnh chút xíu à. Khi cũng mới làm được ha. Mình thích cái cuộc sống mà nó kêu là điền viên như thế này ha. Nhưng mà chưa được đâu các bạn. Mình cũng phải còn lo toan cái chuyện cuộc sống không. Nói chung là có dư thời gian hưởng chút xíu. À, tại vì hôm bữa mình làm cái video mà đã nói là túp liều và mơ ước của hai vợ chồng á, thì có nhiều bạn nói là ồ cái này đâu có nhiều tiền đâu mà phải mơ ước cả một cái thời gian dài thì mới thực hiện được. Không phải là vấn đề là cái tiền mà mình có, mình làm lên cái chòi này, mà vấn đề là cái thời gian các bạn. Cái thời gian mà mình trùng lại, mình có thời gian ngồi hưởng thụ ở trong cái nhà này mới là quan trọng ha, chứ không phải là vấn đề là cái tiền để mà mình làm nên cái chòi này, mà cái vấn đề là cái thời gian mình hưởng thụ cùng với gia đình trong cái chòi này ha các bạn. Thì mình nghĩ vậy. Với lại mình bây giờ mình cứ làm từ từ đi, nếu mà khi mà đợi lúc mà mình già mình retire hay là mình về hưu rồi thì còn sức đâu nữa mà làm. Chứ cũng còn sức đâu mà ngồi mà hưởng thụ đúng không, lúc đó là bệnh hoạn rồi, đôi khi mệt mỏi rồi cũng đôi khi ngồi thì cũng đau lưng nhức mỏi. Thôi lúc đó anh ngồi là phải có người bấm đấm bóp vào massage, chắc em phải massage có lúc đó em cũng giả bộ em trẻ lắm sao. Thì mình thay phiên mình massage. Thôi, lúc đó anh già quá à, sao hết sách nổi thì bấm một cái mình nghỉ một tiếng cái bấm nữa. Thôi video mình dài lắm rồi đó. À, nhiều nước quá ha. Hãy ăn cái để chào các bạn. Hay này, anh gì gọi cái này là mít ướt nè không? Mít ướt là khóc nhiều. Là ướt mẹp phải không? Mẹp luôn á. Lấy cái hộp rồi nè. Rất là ngọt luôn. Ngọt ngay luôn á, mít này ngọt thiệt luôn á. Rất là thích ăn hả các bạn, nhưng mà ăn nhiều không có tốt. No. Nãy giờ anh ăn cũng nhiều rồi. Nửa trái.
hơn nửa trái đó hai chồng mình ăn còn nhiêu đây. Ăn rất là ngon nè các bạn, là đặc biệt ngồi đây thì trưa gió thổi hiu hiu rất là mát luôn á, muốn có cái ly cà phê sữa đá ngồi đây cũng rất là ngon ha. Nói chai cà phê sữa đá các anh thèm liền. Thôi sáng uống rồi. Anh thích cà phê trung miên mà cà phê cất tròn. Thôi sáng uống rồi không uống nữa. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình ha. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào. Bye bye các bạn.